Nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo dạy tiếng Hàn cô à? Chắc là người yêu cũ chạy luôn. Không phải. Thì lúc đấy tay em mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong rồi mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối một tí thì bắt đầu muốn ở đây. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ. Nên là em không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên em cũng đến, nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ẩm. Vâng, ăn. Ở nhà mình bị ăn. Đúng rồi. Sao anh xưa? Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍건 씨 안녕하세요. 꼭톤 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người, em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chol. Năm nay em 34 tuổi à? Trong In Chol. In Chol. Trong In Chol. Vâng ạ. Trong In Chol. Trong In Chol. Không nói được thì nói đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ở Hà Nội. Hai vợ chồng em đang ở Hà Nội. Thôi giờ tới em, mà em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chị ạ. Không phải. Em lên sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người một tên mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo. Thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick là Trong Bình Minh, thì có nhắn tin với em. Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc, nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nháy như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé, trưa chúc em ăn ngon miệng nhé, tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Em cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ, hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích đấy. Và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này, xong rồi như này. Em không thích kiểu đấy, mà em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con mèo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ gì? Cái lỗ cắm điện ấy, hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream, em có là ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu, nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh. Vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho một mình cổ thôi, hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vợ của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin, nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng đoạn mới, vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên Gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó, đúng không? Lúc ban đầu thì em xem là vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo. Mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tín, tốt tín. Và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola. Rồi sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Nhưng cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống,
ở Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy, nên là thích. Đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em, thì lúc đấy tay mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong rồi mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối tối một tí, thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép. Hôn mép. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em là em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em. Hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích, bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi, sau đấy là về sau nó về nước đấy, dọa em như thế. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình, và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy, nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn, rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ. Bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng, bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là thuê nhà thôi. Thuê nhà, rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu, mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi, nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng, ăn. Ở nhà mình bị ăn. Mình bị ảnh ăn hả? Đúng rồi. Nhưng mà ảnh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn, nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn, nói chung đầu là ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì rồi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em là tật xấu rất nhiều. Tính cách không ngàn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc thức giận thì ném đồ. Lúc tức giận ném đồ. Ném đồ. Nhưng không bao giờ ném là điện thoại của mình. Có nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi à? Mà lúc thức giận thì đánh chồng. Đánh chồng hả? Mà đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi à? Ôi, bị tắt 2 lần rồi. Đúng hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu à. Tắt. Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng lắm, nhưng mà lúc sau thì cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tắt ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong lại bình thường lại. Đánh trùng. Đánh trùng không ạ? Đánh trùng. Dữ lắm. Đáng sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng được không? Em chỉ là bị tát thôi à? Không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sư tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à? Vâng ạ, vâng. Giống như sư tử Hà Đông à? Rồi em rồi sao? Bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm ăn hết chén một mình một quả dưa hấu to tướng, ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân, xong rồi lại bảo là tại em đấy nên anh mới bị tăng cân, tại em. Không, tật xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em ngửi ở hai bên cổ này, bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy, nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió, xem gió. Xem gió. Quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần. Nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà vừa trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, hai chân dạng hết ra. Xong rồi, em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái. Thế thôi,
mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu. Có hôm bảo là anh ơi em đói quá, anh lấy mì cho em ăn được không? Thì lúc đấy lại ôm em, lại bảo không, nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được được, anh không thể xa em được. Lúc cần ôm mình Minh chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai à? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhân em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Lại bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là, nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, xong em cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, lắm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh? Vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè. Sẽ dịu dàng với em hơn nè. Không có nóng tính nữa nè. Em có muốn như vậy không? Vợ của em là biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo. Con mèo mèo. Và vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Trước khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Ha, và năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời mang hai dòng máu Việt Hàn. Cảm ơn anh chị ạ. Em tên là Trần Chánh, năm nay 29 tuổi, hiện đang là kỹ sư xây dựng. Còn em? Em tên là Đoàn Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Như vậy là Chánh thì làm mình xây dựng, chắc có lẽ là qua xây nhà cho Thủy bởi vì mới gặp Thủy rồi. Cô Thủy phải không? Không có dính dáng gì không nhận. Tôi đoán hay ghê, không có dính dáng gì chân trời. Bởi vì hai người sao mà gặp gỡ hay là em đi mua bảo hiểm? Không đúng không luôn. Dạ. Dạ. Hai chị em mà đoán đúng ghê thiệt luôn á. Nói chung là hai tụi em gặp nhau nó rất là ly kỳ và bất ngờ. Nói đi, bán ý tưởng đi đặng chị viết kịch. Chưa vậy chân mà vô là nó ly kỳ hấp dẫn. Dạ, lần đầu tiên là hai tụi em gặp nhau cách đây khoảng hơn 4 năm. Lúc đó thì chồng em có thuê cái nhà trọ ở đối diện nhà của em. Bên này em ở với 6 anh trai và một bên em là con gái. Đối diện thì 4 anh chàng sinh viên con trai mướn nhà trọ. Em thấy chồng ở dưới quê mới lên thì lúc đó còn trắng trẻo đẹp trai lắm chứ không có đen thui lùi như giờ. Rồi sao? Cái nghĩa chưa là chưa em... chưa thấy ly kỳ nha. Dạ. Mới thấy có tỷ lệ chinh thôi đó, là 10 nam một nữ đó. Nó hơi lạ lạ thôi chứ chưa ly kỳ. Mà dạ thì lần đầu tiên ấn tượng thì thấy cũng dễ thương, cũng được, thấy anh cũng hiền. Nhưng mà sau cái mà ấn tượng đó thì lại một cái là ghét, giận. Và còn có thể là gọi là hận. Tại sao? Tôi có ghét mà hận, giận mà hận luôn. Giận mà hận, dạ, tại sao vậy? Đúng rồi. Cái câu chuyện này là nghe vợ sau này vợ mới kể lại á, là lúc đó là vợ đi học anh văn về chạy xe đạp. Thì cái anh mướn nhà trọ trước á, thì anh đang chạy ngược chiều mà. Thì em mới lên mà em đâu biết đâu. Anh nói mày ngồi mà hồi mày dơ chân ra nha. Là tao chạy lạng cái là thấy là chạy là té à. Ôi trời ơi trời ơi. Dạ thế là hai người đang ngược chiều nhau như vậy đó chị. Em thấy ở phía trước tự nhiên cái người chạy xe máy tự nhiên tại sao chạy nhanh mà lại đánh võng nữa. Rồi mà cái đường hẻm thì lại là bên đây là cái mương rau muống, bên đây là cái cống thối. Ơi trời em đâu có biết đường nào chạy đâu, lạng qua lạng lại. Lạng một hồi em lột nguyên con xuống thì con muống luôn. Trời ơi. Trời ơi, nghe xuống đìa ra muốn luôn. Rồi lúc đó sao? Mà có nhào xuống là vớt bả lên không? Dạ hay không. Hay là đi luôn đâu có biết là cố tình mà đâu. Em cố tình mà. Không biết là cố tình cua kiểu đó hay là chọc ghẹo. Không, lúc đó là em không biết là bà xã nữa.
Anh chỉ nói vậy thôi thì làm theo anh thôi. Trời ơi, ly kỳ là cái chỗ này nè. Hận mà giận là vậy đó. Rồi em có nhìn được, nhưng nhớ được cái mặt của tội phạm không? Dạ, khi mà em vừa té thì em ngước lên được thì thấy đã che bảng số xe. Tuy nhiên em vẫn ấn tượng được với cái anh ngồi trước, bởi vì cái anh ngồi trước thì đến đó ở trước với anh này. Cho nên em phát hiện là thì ra là nhà đối diện. Em có rất... về mét xấu không anh trai không? Không, mét tức lắm chị. Đẩy xe đi về, tới cửa, dùng cái xe đạp một cái, đứng chửi. Chửi sao? Chửi mà nhà đó đâu ai đâu nghe, mình chửi chửi, mình tự nghe. Trời ơi. Chửi dữ đúng không? Em chửi cái cô hàng xóm kế nhà này lại nghe ra hỏi, dù gì mà con chửi vậy? Cái em mới nói, hai thằng quý nhà này mới cho con liệt rồi, lọt đều đâu muốn con hỏi. Cái cô nhìn từ trên xuống nhìn dưới em, cô nói, ôi trời ơi mày thúi quá, đi vô nhà giùm tao đi. Cái đó là cái ấn tượng của Thủy. Dạ đúng rồi. Còn em thì sao Chánh? Thấy cũng đảm đang lau nhà rồi nấu cơm cho mấy anh miễn là làm vậy á. Nhìn lén quá. Dạ. Rồi sao? Thì thấy cũng thấy cũng xinh xinh. Người ta nói là nhất cự ly nhị tốc độ mà cũng sát lên nhà mà tranh thủ qua xin số điện thoại gì đó. Nhưng mà Thủy em cũng có khoảng thời gian mà từ lúc mà té đìa cho đến lúc mà ảnh qua nhà em chơi á, rồi từ từ ổng xin số điện thoại thì em cũng chỉ cho để xã giao bình thường thôi. Cái lúc mà hai bạn chính thức yêu nhau đó là cái người nào chủ động tấn công và tỏ tình? Dạ là chồng em tấn công và tỏ tình. Sao tỏ tình? Nhưng mà nói chung là chuyện tình của tụi em là chuyện tình cúp điện. Bởi vì lần thứ nhất anh rủ em đi chơi thì cũng lại là đi xem một bộ phim, nhưng lại cúp điện đến những 4 lần nữa. Cho nên là từ những lần cúp điện trong bộ phim đó anh mới tỏ tình với em. Hai bạn này á là cái tình yêu đến với nhau rất là lạ lùng xùng. Ví dụ như dễ dàng trong cái chuyện đi đến kết hôn, vậy thì trong cái đêm tân hôn có dễ dàng không? Đêm đầu tiên mà em đi xuống em dọn dẹp dưới nhà thì anh đi tắm, tắm xong lên nằm sẵn. Chờ nơi nơi ấy. Chờ thì vợ lên, vợ lên nhưng mà cũng chưa làm được gì. Tại vì ở nhà thì ở dưới quê buôn bán á, đâu có làm phòng gì, chỉ có cái tủ quần áo của ba mẹ ngăn lại thôi. Thì đợi chừng nào mà bên kia tắt đèn thì bên đây chuẩn bị mấy gục gịch. Mấy gục gịch. Nhưng mà hai bạn quen nhau bao nhiêu lâu thì cưới? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm mà không có cầm đèn chạy trước ô tô? Không. Tinh khôi. Trời, tới đêm tân hôn mà mới tinh khôi vậy luôn. Dạ. Wow, ngưỡng mộ dữ hả nghe. Rồi nếu vậy thì suôn sẻ không? Thì đã bên ba mẹ tắt đèn xong rồi cũng gán nằm đó để cho ba mẹ ngủ khoảng nửa tiếng một tiếng. Trời ơi vậy. Tại vì đâu có ngăn phòng đâu nên cứ việc cách âm đó là. Nhưng mà chị biết không, tâm lý thường con mà đám không cưới đó đâu. Thì chắc chắn bên kia cũng không có ngủ đâu. Không ngủ. Chắc chắn luôn không ngủ. Sau khi gịch xong rồi bên kia ngủ. Rồi sao em có hồi hộp không? Khó tả lắm, người nó cũng hơi khó chịu. Nhưng mà rồi thì cũng xong. Nhưng mà đến lúc sáng á thì mới rất là mắc cười. Mắt nhắm mắt mở đi vô nhà vệ sinh, đụng mẹ chồng cái rầm. Gọi đồ đạc của em nó rớt ra tung té hết. Cái mẹ chồng em nhìn cười cười túng tiểm, không nói gì hết, đi ra trước. Em sau khi cưới rồi á, em phát hiện cái điều gì nó bất ngờ ở chồng em không? Bất ngờ là ảnh không có lãng mạn nè, rồi ham chơi game, với đói lại là đâu? Tối ngủ là lấn sân. Lấn sân nữa. Cũng tối ý quá, không chà, hiểu. Nói chung là chắc cũng đá banh giỏi lắm đây nè, bởi vì mày lấn sân nữa. Lấn sân là sao, là cướp gối hay cướp mền hay là giành chỗ của em? Dạ cướp hết. Cướp hết luôn. Sân cũng cướp mà gối mền cũng cướp luôn. Trời ơi, ly kỳ dễ sợ. Thấy con cướp gì đâu, tối em nằm đó, sáng em nằm nguy trang vậy, cướp gì em biết. Không phải, nhiều khi em không biết đâu. Nhiều khi em ngủ ngon quá, ba đạp em văng về vị trí cũ á. Thế còn em phát hiện ở vợ em có cái sự thay đổi gì không? Hay ghen? Ghen dữ lắm à? Ghen dữ lắm, mà lúc đó là trước khi cưới nữa. Lúc đó thì em đi công tác bên Campuchia á, thì vô tình cục sạc của em nó bị hư. Em đem cái máy điện thoại em quen qua phòng máy thư ký cái bên á, sạc xong em đi ngủ. Thì vô tình vợ điện thoại qua, bắt máy lên thấy anh nữ, cái gặp bé thư ký nó cũng chọc nó, mà anh tránh ngủ rồi chị. Trời ơi. Trời, cái đó ghen là đúng rồi chứ. Sao mà chịu nổi đúng không? Rồi tình xong, ngay lý gian rồi biết rồi sao. Xong sáng ra đi làm, cái thấy vợ điện thoại qua, nói ai bắt máy, nói bé thư ký công trình. Thấy vậy mà thấy ghen, một tuần lễ sau nó hòa giải được. Em muốn chồng em thay đổi cái gì để cho ảnh hoàn thiện hơn? Thì em muốn ảnh có thể thay đổi là phụ vợ nhiều hơn, chứ không phải để mà vợ sai mới làm. Rồi lãng mạn với vợ nhiều hơn một xíu, chứ ảnh thường khô quá, cứng nhắc à. Kỹ sư mà, kỹ sư xây dựng. Trời ơi, tại trước kia em mới nói rồi, em nói là quen anh là anh không có lãng mạn. Mình nói trước rồi. Nhưng mà nè, nói nghe nè, thay vì giao cho vợ bịch xi măng á thì tặng cho vợ một cành hoa, nó đỡ hơn không?
Rồi con tránh muốn vợ thay đổi gì? Nói chuyện thì phải nhỏ nhẹ một chút, bớt ghen. Bộ ghen dữ lắm mà. Vẫn còn nghi ngờ hoài á chị. Cho nên những lần mà đi tăng 2, tăng 3 là em sẽ về em hỏi: "Bữa nay đi đâu vậy anh? Bữa nay có gì không anh?" Là anh mà ập ạm bụng là em nói: "Đưa áo đem coi coi, có gì không?" Mà có phát hiện ra gì sau cái lần đó không? Dạ không. Vậy yên tâm rồi. Trời ơi, chứ đi lên công trình mà mấy cái nơi mà dùng sâu dùng xa vậy mệt mỏi lắm thiệt á, đúng không Chánh? Dạ. Hả? Mà vợ coi như là một bông hoa mà gọi là tinh khiết, mà tinh khôi mà hốt về được vậy là quá là gọi là mỹ mãn hạnh phúc rồi đó. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y á. Đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Vậy hả? Rồi, dạ. Hay quá mà em. Rồi, dạ, xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi cô. Dạ. Dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ. Yeah. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi. 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quê ở Đà Lạt. Con làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong công ty. Đây là hai vợ chồng đều làm. Chồng nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Dạ. Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng. Dạ. Cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi. Xưng hô cho nó dễ nha cơ. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Dạ. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Đúng không? Coi như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng hiểu như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gom hết luôn. Gom hết, lọc sàng xuống. Dạ. Là Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào. Cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Dạ, đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trên công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày vào ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia. Còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh nó cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn. Là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng. Nên rất là khó chịu. Là từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy. Giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy. Bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia. Thế là cái cô này lấy đúng gu của mình là thấp luôn luôn nữa. Mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia. Thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại. Rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Dạ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ. Chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu rồi mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình. Cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết. Chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàng qua sàng lại vậy đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau ấy. Rồi sau đó thì sao?
Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? À, sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới, thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy, thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học, và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi bây giờ bén duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình? Dạ như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình, thì dẫn cái bạn đó đi học. Tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn. Nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là à, trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon, đúng rồi. Tại vì hồi đó là chị mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là à, sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung, thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á. Là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cứ chồng xa mà xem 95, là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái ý định là à, lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết. Tiếp cận là con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Đó, bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó, thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó. Và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Và kết nối hỏi Facebook anh ấy tên gì. Rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin, mà anh này anh rất là chảnh luôn. Anh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà anh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với cái người tin nhắn của người đẹp này, trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười, nhưng mà không có một cái chút gì đó gọi là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm, bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại, thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, rồi chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thế là thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái đường cái nhà của em ấy, mẹ ảnh có cùng đường không? Em sẽ cái em hỏi, cái bẫy thì bởi vì mới hỏi đó. Thì đó đang văng chiêu mà, bây giờ đang văng lưới mà. Thì bởi vì mới hỏi nè để cho cô nói nè, đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá. Một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số. Thì mới tới chỗ giữ xe. Thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ anh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với hay là một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận với nhau. Dạ đúng rồi. Bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ. Một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em giăng bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Anh dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm tới chỗ chung cư, tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra.
anh vô đang bận mà. Thế vậy alo, alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè, anh có ra được không? Thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng rưng nước mắt, rồi nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngày hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà anh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ... con nói cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói làm sao? Con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà anh hết hồn anh chạy ra? Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên, cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn vừa đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra. Anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì sao mà không ra được. Đúng không rồi, em? Dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi. 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá. Chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào đấy anh chở đi. Thì một mình buồn quá. Thế là em cũng dua theo. Kiểu em chọc vui vui ấy. Để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Ấy thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau. Ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà, tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác. Tuổi cao sức yếu hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Hoặc tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy á thì có khoác vai dỗ về có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà lúc đấy mình cũng có khoác vai và vỗ về. Thì thấy cô này sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định, đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Và dạ. Như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. tiếp theo. Là tiếp hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta. Là nghĩ trong đầu như vậy. Thế mà nói anh ơi, mà má chưa kịp gửi tiền lên hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính, ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi bây giờ tôi mắc nợ anh là chính mắc vậy nợ đó. Luôn. Coi như mắc duyên nợ coi như là phải dính gieo luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày hôm sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường. Cũng kêu chờ với chỗ cũ là cứ chờ với chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình như hay chưa. Nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi. Đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó. Là không có muốn về nhà. Lại anh này anh lại có xe.
Thì bữa đó là mới hỏi là xem bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi giờ em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là giờ em muốn đi đâu. Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói là đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê. Bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê. Bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô đi cà phê. Không chịu. Đứng giữa ngã tư khoảng 30 phút. Rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn. Không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê. Nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô ấy vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè. Sao nữa, cái tiếp này. Là khi mà vô là em vẫn có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi. Tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo. Thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi thôi, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ là cứ ôm mà cứ thao thức miết rồi ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu? Bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à? Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên, đi bình thường, đi nhắc nàng nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im. Vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa tri phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ vẫn nằm. Thì anh kêu là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nhẹ lắm, không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Là đây là người chồng đầu tiên mà cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Rồi sau đó thì sao em? Lúc đó em không cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất là bất ngờ nhưng mà thử lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sao bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 chiều tới khách sạn.
Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Có nghĩa là một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao, phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng, 2 tháng thì quen nhau thì quyết định, hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một cứ tuần với 2 triệu, tháng thì 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay, chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay. Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu 1-2 bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thế cô lại đòi chia tay. Khóc, cô ấy mới, đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say, em kể chuyện. Thế em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc, rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi xong rồi khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch kia không? Có lần bác sĩ vỡ kế hoạch, con nít bác sĩ có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm, khóc liên tục 3 ngày 3 đêm, mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thế sợ 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ, tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu ấy, phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin. Xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc. Khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật. Bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Bởi vì em về cái tâm linh ấy. Thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh và cũng là thương nữa. Thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt ấy, thai nghén mà, thế là cô ấy đòi bỏ. Thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không, hai đứa? Dạ có. Ba mẹ dạ phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi. Thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng nói chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi ảnh gọi xong là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng.
ta rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu, là sợ thứ nhất là, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là xuân sẻ, mừng xuân sẻ, mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. À rồi, như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi và đã bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà, như vậy là 2 năm hai đứa. Nối tiếp đó, nối tiếp luôn á, đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Tại thương gia quá mà cho nên là 2 năm hai đứa. Đúng không? Với lại là làm liền để nuôi lần cho đã. Đúng không em? Ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm hai đứa luôn? Hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt à? Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi, chứ thường thường ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu rồi rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm hai đứa đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay, và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương, phải không? Rồi giờ anh, bây giờ anh hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không thì mình bảo là không. Thế là cô ấy dằn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Rồi nghĩa là hay giận, đúng đó, rồi. Hay giận và hay muốn giận. Chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đó. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ thoáng. Phải sờ thoáng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa trong thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó không phải tật xấu. Nó phải tật xấu em ơi, nó không phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày, cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai. Rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên hay em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại từ thay đổi, từ sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ vâng. Con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Nhai đi nhai lại một câu chuyện phụ nữ có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, hồi giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu.
Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ à, cứ tắm xong dục cái bạch đi dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong mấy giặt à, mấy giặt. Kêu ừ, chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc sau một lần đó là bộ cất vừa tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. À, tại không tiếc á. Tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc là, cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn nên... gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Nhủi chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà. Mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy. Thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ. Sao mình làm như vậy à, mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi. Chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi, giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi, chứ cũng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? À, em thì... Không muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột ấy. À, thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy, thì chỉ cần là vợ là... suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em vợ thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ. Khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có được. Dạ. Cũng có ý định là trời ơi, có ý định. Kế hoạch đi, thôi, kế hoạch đi. Trời ơi, tại vì bây giờ không ở chung á. Các con ở xa mình quá, không nên khổ từ ông từ. Bà. Nghe. Khổ ông bà. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ.